chào anh em. Đi vớt bèo nha anh em. Vớt bèo, kiếm ít bèo về cho cá ăn nha. Đi kiếm bèo anh em. Bèo nè. Này bèo cám nè nha. Có mấy ngốc nó lộn đây nè. Mấy ngốc này phá hoại lắm. Bắt nó dục nó ra đi. Đây bèo cám với lại bèo tây tượng nè. Quá tạo luôn, bịch luôn. Với lại mấy cái cây cù nèo. Vậy đây mình làm cái hồ ốc nè anh em. Nước ốc. Đã không anh em. Đây là cái quan chống tàn nè. Chống tàn để khi nào mà mưa nhiều là nó tự động nó tào lên đây nha. Ở qua này quanh xả đáy. Nó đơn giản mình làm cái hồ 5m, 5m 3m. Đó 5m 3m, 5m 2m để nuôi mấy ngốc bù đen. Làm thả bèo đây nha anh em. Và bữa mình thả giống xuống giống thì mình tự ấp, tự đẻ, tự cho nó nở luôn anh em chứ không có mua nha. Núi vườn mà. Đó đã không? Hồ cứng cáp làm bằng cây, tầng hồ làm bằng cây. Nước mới bơm vô đục ngầu nè, xử lý vài bữa nữa nó tông rồi, thả ốc vô anh em. Nói chung là giờ thì làm tạm thời rồi, bơm nước vô cho nó tông nước đã. Thả mấy cái cù nèo chứ lại mấy cái bèo vô nè. Đã không? Mặt nước trong đây thì nó cũng khá là thấp, khoảng 40 cm. Thì bữa mình thả ốc vô cực kỳ đẹp luôn nha anh em. Nhiều khi mình thả cá bảy màu vô mình nuôi luôn. Đó, ở nhà đầu tư làm hồ bạc bảy bạc ốc. Rồi bây giờ mình sẽ đi ra cho anh em xem ốc giống nè. Bây giờ mình ốc nè nha. Rồi bữa giờ ốc nở cũng khá bộn á. Đó dưới đó thì cũng có ốc nè, ốc bự không à. Ốc đây bữa giờ mình ốc nè. Đây bữa ốc trong lưu nở khá bộn luôn em. Tấn à, tấn thì nó này đã là tấn, tấn đó là nó sắp nở rồi nè, đang thui rồi nè ha. Rồi ốc con nè, mình cho nó ăn quá tàu nè. Đó anh em thấy không, nở cũng nhiều á, bu đặc lợi ra nè anh em nè. Đó bu đen á, bu đặc lự luôn, lâm quăng không. Đó này mình thả lấy xuống ăn coi bộ bình nè anh em, bộ bình bu đen ở đây nè. Đó này cũng cỡ khoảng gần 300 con á, hơi 300 con mình thả xuống hồ đó mình gây giống được rồi. Tấn này sắp nở nữa nè, tấn này là khoảng tuần hai tuần nó nở đen thui nè. Đó. Để mình giờ bữa mình thả giống xuống cho mình cho anh em xem. Đó. Cá ngon anh em. Rồi bây giờ thì giới thiệu sơ với anh em thôi. Giờ bữa mình thả giống xuống làm hồ đẹp đẽ thì mình quay lại cho với anh em xem nha. Rồi bây giờ thì chuẩn bị thả bèo đây. Kiếm bèo anh em. Bèo nè. Này bèo cám nè nha. Có mấy ngốc nó lộn đây nè. Mấy ngốc này phá hoại lắm. Bắt nó dục nó ra đi. Đây bèo cám với lại bèo tây tượng nè. Quá tạo luôn, bịch luôn. Với lại mấy cái cây cù nèo. Vậy đây mình làm cái hồ ốc nè anh em. Nước ốc. Đã không anh em? Đây là cái quan chống tàn nè. Chống tàn để khi nào mà mưa nhiều là nó tự động nó tào lên đây nha. Ở quan này quan xả đáy. Nó đơn giản mình làm cái hồ 5m, 5m 3m. Đó 5m 3m, 5m 2m để nuôi mấy ngốc bù đen. Làm thả bèo đây nha anh em. Và bữa mình thả giống xuống
giống thì mình tự bữa giờ cũng làm rất là lâu mấy cái hộ cá này các bạn. Bây giờ mình sẽ quay sơ sơ cho các bạn xem nha. Xong rồi. Nói chung là làm bể bạc nuôi cá thì các bạn có đủ đồ nghề các bạn làm lẹ lắm, chứ cái này mình bữa giờ mình làm hụt tới hụt lui, thiếu cây rồi với lại thiếu đồ mình phải chạy đi mua làm lắm đó. Thì nói chung là mất tầm khoảng một ngày các bạn, nếu mà một mình làm nha, thì nó thiếu dây thiếu cộ làm lắm đó. Bây giờ mình sẽ quay cái hồ cho các bạn xem nha. Hoàn thành rồi, cũng khá là đẹp á. Đây các bạn, thì cái hồ này á là bữa mình có lúc trước lúc mình có làm á, mình đo tấm bạc xong rồi mình làm nó hơi dư lên xíu, mình sẽ gặp xuống dưới đây nè. Tại vì cái khu này nó rất là nhỏ, không có mặt bằng á, nên mà làm nó không có rộng lắm. Thì ở đây chỉ còn trừ cái lối đi nhỏ xíu nè các bạn. Thì đó, bây giờ ở trong đây đó là nó hoàn thành hết rồi. Mình đã làm bèo với lại lục bình với lại chậu, rồi mấy cái chậu vô mấy cái cây đó các bạn. Cây này là gọi là cây cù nèo, ở dưới quê miền Tây gọi cù nèo. Cái này là ăn được các bạn, mình tầm tận dụng mình ăn luôn. Món nó tốt lên cắt bẻ nấu canh chua ăn luôn nha các bạn. Ăn sống chấm mắm là ngon lắm các bạn. Nói chung là nuôi ốc nó cũng khá là vui các bạn, chứ không phải là thấy không ấy đây. Nói chung là ở quê thì bạn nào có thời gian thì bạn làm cái nuôi chơi. Ốc thì bạn mua, hoặc là các bạn có thể là đi kiếm những cái nơi nào mà nó có ốc ốc bu đẻ trứng màu trắng, bạn đem về bạn ấp thì nó nở ra. Đây mình làm được cái bể bạc như thế này nè. Đây là đường ống thoát nước nè, mất có mấy chục ngàn à. Ống này tận dụng ống cũ có sẵn rồi, với lại quan này mua có mười mấy ngàn cái, với lại cái mười mấy ngàn nó hai mấy ngàn là mình làm được cái bể bạc rồi các bạn. Bạc này tự tận dụng nhà luôn nha, cũ xì nha các bạn thấy không. Các bạn mua, nếu mà các bạn không có, bạn làm hồ nhỏ mua khoảng mấy trăm ngàn à, bạc lớn cỡ này khoảng 700-800 á. Còn nếu mà bạc nhỏ thì các bạn mua khoảng 200-300 ngàn là làm hồ nhỏ này. Hồ mình bự, hồ cỡ này là tầm khoảng 5 mét rồi, 5 mét, dài 5 mét, ngang 2 mét mấy, 3 mét đó. Thì bèo nữa các bạn, qua đây mình cho các bạn xem bèo. Sáng giờ đi vớt nè, vớt xong rồi thấy hoàn thành. Đây mình mua cái chậu nhựa đó các bạn, cái chậu nhựa kiển các bạn, lấy cái chậu nhựa này chậu có 2.000 cái à các bạn, mua bỏ sình vô cái tòng cái cù nèo này vô tốt cái ghê không? con gì nè đó, mới mấy các bạn mới bỏ vô đó. Đây bèo mình chưa thả ra, rồi bữa nào mình bơm nước cho cao lên xíu nữa, bơm lên cao tầm khoảng 40-30 gì đó thì mình để cho nước có trong đó các bạn, thì mình thả ốc xuống. Chứ bây giờ thả xuống ốc nó bị sốc nước, nó đục quá nó chịu không nổi rồi. Nói chung là mình cứ ngâm về đi, khi nào mình cảm thấy bơm nước vô một ngày hai ngày khoảng nước nó tông, nó đông, nó lắng mấy cái sình xuống dưới đáy á, xong các bạn thả ốc bao ngon luôn. Thì có lục bình có bèo thả thêm, tại vì mình hết rồi, mình có nhiêu đây thôi, có nhiêu bèo với lục bình đây thôi, là mình thả vô nó không có được đặt cho lắm, nó không đẹp. Đó, nói chung là vậy là cũng được rồi các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem đơn sơ như thôi. Vài bữa mình thả ốc mình quay tiếp nha các bạn. Thì mình sẽ cập nhật những cái quá trình ốc nó phát triển luôn nha. Tại vì ốc này mình nuôi ốc nhỏ xíu mà mới nở, mình đang cây giống. Rồi bây giờ thì các bạn hãy đăng ký kênh giúp mình để mình có thể là làm những cái clip tiếp theo nha các bạn. Nó hồ ốc nè, khá đẹp nè, làm bữa giờ cũng thiếu dây tầm lum cặp đẹp tầm lum thôi. Các bạn làm có cây các bạn làm rất là lẹ và đẹp luôn, tại mình không có cây mình chấp giá tầm lum thôi đó. Nước giờ đang đục nha các bạn, chiều bơm nước vô, sáng mai mốt nước trồng thả ốc. Rồi bây giờ thì mình sẽ kết thúc video tại đây các bạn. Các bạn thấy hay hãy đăng ký kênh, share và like giúp mình nha. Rồi, xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo nha các bạn.